Anh yêu, anh nhớ nhất điều gì khi lần đầu tiên mình gặp nhau? Anh không nhớ sao? Nhớ chứ. Khi đó anh bị cuốn hút ngay bởi mái tóc đen và ống ả của em. Dầu gội xâm siêu dưỡng chất với dưỡng chất bù kết cho bạn mái tóc đen và ống ả không thể nào quên. Hôm đó tóc em thật đẹp. Vậy còn hôm nay thì sao? Hôm nay á, hôm nay kỷ niệm một năm ngày chúng mình gặp nhau, tặng anh nè. Dầu gội xâm siêu dưỡng chất bù kết khơi dậy nét duyên thầm của bạn.